Xin chào các bạn, hôm nay Aizen sẽ đồng hành cùng các bạn tìm hiểu về chủ đề tập hợp và các phép toán trên tập hợp. Nội dung hôm nay của chúng ta sẽ gồm 3 phần xoay quanh chủ đề tập hợp và các phép toán trong tập hợp. Phần 1 ta sẽ tìm hiểu về tập hợp, phần 2 sẽ là ôn lại các tập hợp số đã học và tìm ra mối liên hệ của chúng. Và ở phần 3, Aizen sẽ giới thiệu với các bạn về các phép toán trên tập hợp nhé. Chúng ta sẽ đi vào phần 1 nhỏ, khái niệm tập hợp, A nhỏ, tập hợp và phần từ là gì? Tập hợp hay còn gọi là tập, nó là một khái niệm cơ bản của toán học và không có định nghĩa rõ ràng. Nghe có vẻ rất trừu tượng đúng không nào? Aizen sẽ đưa ra một vài ví dụ để các bạn có thể dễ hình dung hơn nhé. Ví dụ, tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 15, tập hợp những đồ vật, tập hợp người hay tập hợp các hạt cát trên sa mạc chẳng hạn. Nói một cách dễ hiểu thì tập hợp là một vùng hay một khoảng không gian. Trong vùng hay khoảng không gian đó sẽ chứa những thứ ta gọi là phân tử, có cùng chung một hay một vài tính chất nào đó. Vậy thì tập hợp sẽ chứa phân tử, còn phân tử sẽ nằm trong tập hợp. Và để biểu đạt nó, trong toán học, người ta sẽ dùng ký hiệu để đơn giản hóa và dễ sử dụng. Do đó, địa chỉ A là một phân tử của tập hợp A, ta viết A thuộc A. Địa chỉ A không phải là một phân tử của tập hợp A, ta viết A không thuộc A. Các bạn để ý các ký hiệu nhé, đây đọc là thuộc, đây là không thuộc. Các bạn đã hiểu tập hợp là gì rồi đúng không nhỉ? Như vậy cách xác định tập hợp sẽ như thế nào? Có hai cách xác định một tập hợp, cách một là liệt kê các phần tử của tập hợp, cách hai là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Aizen sẽ cùng các bạn giải các câu hỏi cụ thể để hiểu rõ hơn nhé. Dấu hỏi số 1, chúng ta được yêu cầu là liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 10. Trước hết, ta nêu các ước của 10 ra nhé các bạn. Ước nguyên dương của 10, ta sẽ liệt kê lần lượt ra nhé. Đầu tiên là 1, 2, 5 và 10. Vậy thì, tập hợp các ước nguyên dương của 10 gồm 1, 2, 5, 10. Và ta sẽ viết theo toán học một cách ngắn gọn như sau. Ký hiệu tập hợp ta sẽ ghi là chữ cái viết in hoa, dấu bằng, biểu thị tập hợp ta sẽ bắt đầu là dấu ngoặc nhọn nhé. Tiếp tục ta liệt kê các số ra nhé. Và giữa các số là dấu chấm phẩy và dùng một dấu ngoặc nhọn để đóng kết thúc. Dấu hỏi số 2 cho tập hợp B. Yêu cầu xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Với bài này trước hết, ký hiệu tập hợp là tập B viết in hoa, dấu bằng, bắt đầu với dấu ngoặc nhọn, trước dấu gạch sổ, đọc là sao cho, sẽ là phần tử của chúng ta thuộc tập hợp nào. Ở đây thì các phần tử thuộc tập số tự nhiên N, sau dấu gạch sổ sẽ là tính chất chung của các phần tử, chúng ta thấy các. Phần tử này đều là số nguyên tố và ít phải bé hơn hoặc bằng 7. Còn số nguyên tố là gì thì chúng ta đã được học ở cấp 2 rồi nhé. Số nguyên tố là số chỉ có hai ước là một và chính nó. Đến với ví dụ đầu tiên yêu cầu liệt kê các phần tử của tập hợp M gồm các phần tử N sao cho N bé hơn 8. Số tự nhiên bé hơn 8 liệt kê ra sẽ là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy ta đã liệt kê xong. Ví dụ 2 cho tập hợp B như sau và yêu cầu xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Ta giải như sau. Đây là dấu gạch sổ, trước dấu gạch sổ là tập xác định, bài này là ít thuộc Z, sau dấu gạch sổ là tính chất đặc trưng của các phần tử. Ở đây các phần tử của B đều lớn hơn bằng âm 3 và bé hơn bằng 3. Ví dụ 3 hỏi tập hợp B các nghiệm của phương trình x bình phương cộng x trừ 2 bằng 0 được viết là gì và yêu cầu liệt kê các phần tử của tập hợp B. Cách xác định Aizen vừa nên ở trên đó là tập hợp B viết in hoa, viết dấu bằng, mở đầu tập hợp là dấu ngoặc nhọn, trước dấu gạch sổ là tập xác định của các phần tử, người ta không nêu gì hết thì ta mặc định là x thuộc R nhé, sau dấu gạch sổ là phương trình x bình phương cộng x trừ 2 bằng 0. Kết thúc bằng dấu ngoặc nhọn, tiếp theo Aizen sẽ giải phương trình tìm được hai nghiệm là x bằng 1 và x bằng âm 2, cả hai nghiệm đều thỏa mãn x thuộc R nên ta có kết quả như sau. Ngoài ra thì người ta thường minh họa tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi một đường kính, gọi là biểu đồ Venn. Ở các phần sau chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ Venn nhiều hơn nhé. Ta sẽ đến với một khái niệm khác, đó là tập hợp rỗng. Tập hợp rỗng là tập hợp không chứa phần tử nào ký hiệu như là số 0 rồi gạch chéo qua, đọc là rỗng. Ta đến với ví dụ nhé các bạn, để yêu cầu liệt kê các phần tử của tập hợp A như trên. Với bài này, Aizen sẽ giới thiệu các bạn hai cách giải nhé. Cách số 1 gọi là phương pháp đánh giá, dạng này ta đã học ở lớp 9 rồi, ta sẽ tách ra để lập được một bình phương bằng hằng đẳng thức đáng nhớ là A cộng B tất cả bình phương bằng A bình phương cộng 2 lần A nhân B cộng B bình phương. Trong đó A của ta sẽ là x, B là 1 phần 2, số 1 đã được tách thành 1 phần 2 bình phương là 1 phần 4, nên ta cộng thêm 3 phần 4 để đủ 1, tiếp tục lượng bình phương chắc chắn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 đúng không nào, vậy khi cộng thêm thì lượng ban đầu của ta sẽ luôn lớn hơn hẳn số 0. Khi đó, biểu thức x bình phương cộng x cộng 1 của ta sẽ lớn hơn 0 với mọi x,
Vậy thì phương trình ít bình cộng ít cộng 1 vô nghiệm, do đó A là tập hợp rỗng, ta ký hiệu như trên. Cách 2, đơn giản là ta bấm phương trình trên máy tính và kết quả cho ra là phương trình không có nghiệm, vậy nên A là tập hợp rỗng nhé các bạn. Aizen sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn phần 2 là tập hợp con, ta có định nghĩa tập hợp con như sau. Nếu mọi phân tử của tập hợp A đều là phân tử của tập hợp B thì ta nói A là một tập hợp con của B. Minh họa bằng biểu đồ Venta sẽ thấy tập hợp A nằm trọn trong tập hợp B đúng không ạ? Vậy A sẽ là tập hợp con của tập hợp B, ký hiệu như là chữ U ngang đúng không các bạn? Các bạn có thấy ký hiệu con này hơi giống ký hiệu thuộc không nhỉ? Chỉ khác là dấu gạch ở giữa, các bạn nhớ là thuộc để chỉ phần tử thuộc hay nằm trong tập hợp, còn ký hiệu tập con là để chỉ một tập hợp nằm trong một tập hợp. Và với ký hiệu này, ta diễn giải ra là với mọi ít thuộc tập hợp A thì đều thuộc tập hợp B. Như vậy, tập hợp con sẽ có những tính chất gì? Tính chất đầu tiên, tập hợp A là con của tập A với mọi tập hợp A, tức là một tập hợp thì luôn là con của chính nó. Tính chất thứ hai là nếu tập hợp A là con của tập hợp B và tập hợp B là con của tập hợp C, thì suy ra, tập hợp A chính là tập hợp con của tập hợp C. Đây là tính chất bắc cầu Aizen sẽ minh họa bằng biểu đồ Venn để bạn dễ hiểu nhé. Ta có tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B, nên nằm phía trong của tập hợp B, rồi tập hợp B là con của tập hợp C. Như vậy, nhìn vào biểu đồ Venn này ta sẽ thấy, tập hợp A chính là tập hợp con của tập hợp C. Tính chất số 3 là, tập hợp rỗng chính là con của tập hợp A với mọi tập hợp A. Aizen cùng các bạn đến với ví dụ đầu tiên nhé. Ta có các tập hợp A, B, C, D như đề bài và hỏi là tập hợp nào là con của tập hợp nào. Với bài xác định tập hợp con này, đầu tiên ta sẽ xét tập hợp B nhé. Vì sao lại chọn tập B mà không phải A? Ta chọn B là vì tập B có số phần tử nhỏ nhất nên B có khả năng cao là tập hợp con của các tập hợp còn lại. Trong tập B có 1 và 5, ta xem tập nào khác B cũng có phần tử 1 và 5, A là tập A, vậy tức là cả hai phần tử thuộc tập B đều thuộc tập A. Tập B sẽ là con của tập A, tập B còn là con của tập nào khác không nào? Vâng, hết rồi. Tiếp đến tập hợp C, hai phần tử 3 và 5 của tập C đều thuộc tập A nên tập C là con của tập A, tập B còn là con của tập D nữa đúng không các bạn? Vâng, vì cả hai phần tử của CE đều thuộc tập D nên tập hợp CE là con của tập hợp D. Ta đến với ví dụ 2. Cho A là tập hợp các hình vuông, B là tập hợp các hình chữ nhật, tập hợp nào là con của tập còn lại? Aizen minh họa hình chữ nhật và hình vuông ở đây, mọi hình vuông đều là hình chữ nhật, nhưng ngược lại, mọi hình chữ nhật chưa chắc đã là hình vuông. Vậy ta sẽ có, với mỗi ít thuộc A, A ở đây là tập hợp các hình vuông, thì ít thuộc B, B là tập hợp các hình chữ nhật nên tập A là tập con của B. Ta sẽ giải ngắn gọn là với mọi ít thuộc tập A thì cũng thuộc tập B nên tập hợp A là con của tập hợp B. Thêm một ví dụ nữa nhé các bạn, ở ví dụ 3 này đề bài yêu cầu tìm và đếm số tập hợp con của các tập hợp A, B, C, D. Bài này trước tiên ta sẽ liệt kê các tập hợp sau đó sẽ đếm số tập hợp con. Số tập hợp của tập hợp A là đầu tiên, như phần tính chất lúc nãy Aizen đã phát biểu là một tập hợp luôn có hai tập hợp con, đó là tập hợp rỗng và chính nó. Con đầu tiên của A sẽ là chính nó và tập hợp rỗng, vậy A có hai tập con tương tự với B, hai tập con đầu tiên là tập chứa 2. Phần tử AB và tập hợp rỗng, kế đến là tập hợp chỉ chứa A, tập hợp chỉ chứa B, hết rồi, vậy B có 4 tập con, tiếp tục với C, chính nó, tập hợp rỗng, tập hợp chỉ chứa 1 phần tử, và tập hợp chỉ chứa 2 phần tử, tổng cộng CE có 8 tập con. Tập hợp D cũng có 2 tập con là chính nó và tập hợp rỗng, tập con đầu tiên này là tập hợp chứa phần tử rỗng, còn đây là tập hợp rỗng, nó khác nhau nên các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Vậy thì nếu ta có tập hợp với số phần tử lớn hơn, chẳng hạn như 7-8, liệu ta có liệt kê hết ra không? Vâng, tất nhiên là sẽ rất vất vả, nên Aizen sẽ giới thiệu cho các bạn công thức tổng quát tính số tập hợp con của một tập hợp, đó là 2 mũ N, với N là số phần tử của tập hợp. Bây giờ ta áp dụng vào bài chúng ta xem có đúng như vừa này Aizen liệt kê không nhé. Tập hợp A có 1 phần tử, N lúc này bằng 1 nên số tập con sẽ là 2 mũ 1 bằng 2. Tập hợp B có 2 phần tử, N lúc này là 2 nên số tập con sẽ là 2 mũ 2 bằng 4. Tương tự, N bằng 3 nên C có 8 tập hợp con, tập D sẽ có 2 mũ 1 là 2 tập hợp con. Mục 3 nhỏ là tập hợp bằng nhau, vậy định nghĩa thế nào là 2 tập hợp bằng nhau? Khi tập A là con tập B và tập B là con tập A thì ta nói tập hợp A bằng tập hợp B. Ký hiệu là A bằng B, điều này diễn giải ra là với mọi ít thuộc A thì suy ra ít thuộc B và ngược lại ít thuộc B thì cũng thuộc tập A. A bằng B nghĩa là ta có đồng thời tập A là con tập B và tập B là con tập A. Aizen cùng các bạn sẽ làm ví dụ để hiểu rõ hơn nhé. Đề bài cho hai tập hợp, tập A gồm các phần tử N với N là ước chung của 24 và 36, tập B gồm các phần tử N với N là ước của 6, để hỏi tập hợp nào là con của tập còn lại.
Hai tập hợp đó có bằng nhau không? Vậy đầu tiên ta phải xác định tập hợp A và tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử ra. Ở tập A, ước chung của 24 và 36 tức là 24 và 36 đều chia hết cho những số này. Ta sẽ có 1, 2, 3, 6 hết rồi. Đến tập B, ước của 6 sẽ gồm 1, 2, 3, 6. Vậy dễ dàng thấy tập A là con của tập B, và tập B cũng là tập con của tập A. Theo định nghĩa thì ta suy ra tập hợp A bằng tập hợp B, phần 2 là mã là các tập hợp số. Một nhỏ, ta sẽ ôn lại các tập hợp số đã học. Đầu tiên là tập các số tự nhiên, ký hiệu là N. Từ bé, ta đã được dạy cách đếm là một cái cây, hai quả táo vân vậy. Vậy nên tập hợp các số tự nhiên được hình thành từ nhu cầu đếm của chúng ta. Tập các số tự nhiên N sẽ bắt đầu từ 0, 1, 2, 3, vân vân, biểu diễn trên trục số như sau. Ta có trục số, với mỗi một phần tử của tập hợp N, ta coi là một điểm trên trục số. Vậy ta có điểm 0, 1, 2, 3, vân vân, mở rộng của tập N. Ta có tập N sao? Là tập hợp các số tự nhiên khác không? Tương tự tập N chỉ là bỏ số 0. Vậy tập N sao sẽ từ 1, 2, 3, vân vân. Tập hợp các số nguyên, ký hiệu là Z trước hết. Tập hợp Z gồm các số 1, 2, 3, vân vân. Người ta gọi là các số nguyên dương. Với các số nguyên dương này, sẽ có các số đối của chúng là trừ 1, trừ 2, trừ 3, vân vân, biểu diễn trên trục số. Chúng ta cũng có các số 0, 1, 2, 3 vân vân, và chúng ta bổ sung thêm các số nguyên âm trừ 1, trừ 2, trừ 3, vân vân. Một tập nữa là tập các số hữu tỉ quy. Số hữu tỉ được viết dưới dạng phân số A phần B, trong đó AB thuộc tập Z và B khác không. Số hữu tỉ còn biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Eisen sẽ đưa ra ví dụ để các bạn dễ nắm bắt nhé. 5/4 hay 5/9 đều được gọi là số hữu tỉ. 1,25 chính là số thập phân hữu hạn, còn 0,5 trong ngoặc tức là số 5 lặp lại vô hạn, và nó được gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Một tập hợp phổ biến ta thường xuyên dùng là tập hợp các số thực. Tập hợp các số thực gồm các số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn và vô hạn không tuần hoàn. Số thập phân hữu hạn và vô hạn tuần hoàn Eisen vừa đề cập ở phần C, còn số thập phân vô hạn không tuần hoàn gọi là số vô tỉ. Tập hợp các số thực gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ, và đặc biệt là mỗi số thực luôn được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và ngược lại. Vậy thì các tập hợp số này có mối quan hệ gì với nhau không các bạn nhỉ? Câu trả lời là có nhé các bạn. Eisen sẽ biểu diễn mối quan hệ giữa N, Z, Q và G bằng biểu đồ Venn như sau. Tập hợp N các số tự nhiên là tập con của tập các số nguyên Z, vì Z bao gồm số tự nhiên và số nguyên âm. Tập Z lại là tập con của các số hữu tỉ quy, và tập lớn nhất chính là tập số thực giờ. Trong đó N là tập các số tự nhiên, Z là tập các số nguyên, Q là tập hợp số hữu tỉ, G là tập hợp số thực. Eisen sẽ giới thiệu với các bạn các tập hợp con thường dùng của G. Đầu tiên là các khoảng. Khoảng A đến B là tập hợp các số thuộc tập giờ và thỏa điều kiện A nhỏ hơn ít nhỏ hơn B, được biểu diễn trên trục số như sau. Ta sẽ gạch bỏ phần bé hơn A và lớn hơn B. Khoảng A đến dương vô cùng gồm các số lớn hơn A biểu diễn trên trục số, ta gạch bỏ phần bé hơn A nhé các bạn. Khoảng từ âm vô cùng đến B gồm các số bé hơn B, gạch bỏ phần lớn hơn B trên trục số. Tiếp đến các đoạn, khi được chặn hai đầu bởi hai dấu hoặc vuông, hai điều kiện là dấu lớn hơn hoặc bằng và bé hơn hoặc bằng thì được gọi là một đoạn. Vậy thì đoạn này sẽ gồm các số thực lớn hơn hoặc bằng A và bé hơn hoặc bằng B, tức là ta sẽ lấy luôn giá trị tại A và B nhé các bạn vì ngay. Tìm nút A và B có dấu bằng, ở đây các bạn phân biệt với khoảng nhé, khoảng thì sẽ không lấy giá trị tại điểm mút hai đầu. Nửa khoảng tức là khi tập hợp bị chặn hai đầu bằng hai dấu khác nhau, là một dấu ngoặc nhọn và một dấu ngoặc vuông. Nửa khoảng đầu tiên, tập hợp bị giới hạn hai đầu là lớn hơn hoặc bằng A và bé hơn hoặc bằng B, biểu diễn trục số, ta gạch bỏ phần bên trái bé hơn A và bên phải B. Nửa khoảng tiếp theo, chỉ là đổi dấu ngoặc với nửa khoảng đầu tiên, ta cũng biểu diễn tương tự nhé các bạn. Nửa khoảng từ A đến dương vô cùng sẽ gồm các số lớn hơn hoặc bằng A, gạch bỏ phần bên trái A trên trục số. Nửa khoảng từ âm vô cùng đến B sẽ gồm các số bé hơn hoặc bằng B, gạch bỏ phần bên phải bên trên trục số. Các bạn học của Eisen có thắc mắc tại sao khi chặn âm vô cùng và dương vô cùng không dùng dấu ngoặc vuông không nào? Đó là vì âm vô cùng, dương vô cùng tức là chỉ những giá trị xa mãi, không biết điểm dừng cụ thể nên sẽ không dùng dấu ngoặc vuông, vì bản chất của dấu ngoặc vuông là để chỉ giá trị xác định. Và đặc biệt với mọi số thực ít, ta viết là âm vô cùng bé hơn ít, bé hơn dương vô cùng, ta có thể viết tập giờ như trên, gọi là khoảng từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Các bạn còn nhớ đặc điểm của tập số thực giờ đã nêu ở phần trước không nào? Đó là mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và ngược lại. Vậy khoảng từ âm vô cùng đến dương vô cùng là để chỉ cả trục số luôn đấy các bạn. Phần 3 là mã của bài hôm nay, là các phép toán trên tập hợp. Một nhỏ là giao của hai tập hợp đầu tiên, ta đi vào định nghĩa.
Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B được gọi là giao của A và B. Eisen sẽ minh họa qua biểu đồ Gen như sau. Phần giao gạch đỏ của hai tập hợp A và B hiển nhiên vừa thuộc tập A vừa thuộc tập B. Và được ký hiệu như trên, nhìn như là chữ U úp ngược vậy các bạn, đọc là A giao B, là tập hợp chứa các phần tử thuộc A và thuộc B, được diễn giải như sau. Eisen sẽ cùng các bạn đi vào các ví dụ nhé. Ví dụ 1 cho hai tập hợp và yêu cầu tìm giao của hai tập hợp này. Vậy thì bây giờ, ta sẽ tìm phần tử nào cùng thuộc hai tập hợp rồi liệt kê ra là xong. Đầu tiên, ta sẽ chọn một tập để làm gốc nhé. Ta chọn tập A nhé các bạn. Bây giờ có âm 7 ở A, ta xem có âm 7 ở tập B không? Ồ không có, vậy âm 7 không phải phần tử thuộc tập giao rồi. Tiếp đến là số 0, số 0 có thuộc tập C nên sẽ thuộc tập giao. Vậy ta sẽ liệt kê vào tập hợp giao. Tương tự như vậy, ta tìm được 4 là phần tử giao tiếp theo và hết rồi. Vậy tập giao của chúng ta chỉ có hai phần tử là 0 và 4. Ví dụ 2 cho 3 tập hợp và yêu cầu tìm các tập hợp giao. Vậy để tìm được các tập hợp giao, ta phải liệt kê các tập hợp B và C ra trước. Tập A đã được liệt kê nên ta giữ nguyên lại, ta liệt kê phần tử của B nhé các bạn. Để ý rằng các phần tử thuộc tập số nguyên Z nhé, ít lớn hơn hoặc bằng âm 3 nên phần tử đầu tiên sẽ là âm 3, tiếp theo là âm 2, âm 1, 0, 1, 2, hết. Điều kiện của C là một phương trình nên ta giải phương trình để tìm nghiệm ít nhé các bạn. Phương trình này ta sẽ có hai nghiệm là ít bằng 0 và ít bằng 3/2, và cả hai đều thuộc tập số thực giờ, nên tập C của ta gồm hai phần tử 0 và 3/2. Bây giờ ta sẽ tìm tập giao của A và B, ta được hai phần tử là 1 và 2. Tập giao của B và C chỉ có một phần tử là số 0. Tập giao của A và C, ta thấy không có giá trị nào chung của hai tập này, vậy thì giao sẽ là tập hợp gì các bạn? Vâng, là tập hợp rộng. Tiếp đến là hợp của hai tập hợp, ta có định nghĩa, tập hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc B được gọi là hợp của A và B, biểu diễn như sau. Phần gạch đỏ là hợp của hai tập hợp A và B, ký hiệu là chữ U xuôi và diễn giải ra là tập hợp các phần tử thuộc A hoặc thuộc B. Ta sẽ có công thức đơn giản tìm hợp của hai tập hợp như sau. Hiểu đơn giản là tổng các phần tử của hai tập hợp, và lưu ý là phần giao của hai tập hợp sẽ được lấy hai lần nên ta sẽ trừ đi một phần giao giải. Ta đến với ví dụ 1, có hai tập hợp và ta phải tìm hợp, tức là ta sẽ tìm tất cả các phần tử của cả hai tập A và B. Nếu có số nào trùng thì ta chỉ lấy một lần, do đó ta giải như sau. Số 0 và 4 đã xuất hiện ở A nên ta sẽ không ghi lại lần nữa nhé, và lưu ý rằng các phần tử của tập hợp thường sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn nhé các bạn. Ví dụ 2 cho A, B lần lượt là các học sinh giỏi toán và văn, yêu cầu xác định tập hợp C gồm các học sinh giỏi toán hoặc văn. Tương tự ví dụ 1, ta sẽ được tập hợp hợp của A và B gồm Minh, Nam, Lan, Hồng, Cường, Tuyết, Lê, Lan và Hồng đã xuất hiện một lần ở A nên ta sẽ không ghi lại lần nữa kẻo trùng nhé. Phần 3 nhỏ là hiệu và phần bù của hai tập hợp, ta có định nghĩa như sau. Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B gọi là hiệu của A và B được biểu diễn bằng sơ đồ Venn. Hiểu đơn giản, hiệu của A và B như là ta lấy tập hợp A trừ tập hợp B vậy. Nếu hai tập hợp này không giao nhau thì hiệu của tập A và B sẽ là tập A, còn nếu hai tập này giao nhau, có phần chung thì hiệu sẽ là tập A trừ đi phần giao của hai tập hợp, tức là phần gạch đỏ trên biểu đồ Venn, ký hiệu là A gạch chéo B như sau, diễn đạt rằng các phần tử thuộc tập hiệu của A và B thì thuộc A đồng thời không thuộc B. Eisen sẽ làm rõ qua ví dụ sau đây. Cho tập A và tập B và tìm hiệu. Tập A hiệu tập B chính là các phần tử thuộc A và không thuộc B. Vậy ta sẽ lấy tập A ra và xét xem phần tử nào không thuộc B thì ta sẽ chọn M5 không có ở tập B nên ta chọn, 1 có ở B nên ta loại, 3 không có ở B nên chọn, 4 có nên loại, 6 có nên loại nốt. Vậy ta có kết quả cuối cùng là tập hợp gồm âm 5 và 3. Trong trường hợp tập B là tập con của A thì A hiệu B gọi là phần bù của B trong A, tức là tập A trừ đi tập B sẽ được phần bù của B trong A, ký hiệu là chữ C in, B in và dưới chân C là A in, đọc là phần bù của B trong A. Cùng Eisen làm tiếp một vài ví dụ nữa nhé. Gọi H là tập hợp học sinh lớp 10A, T là tập hợp các học sinh nam, G là tập hợp các học sinh nữ và yêu cầu xác định các tập hợp dưới đầu tiên T giao G, tức là giao của tập các học sinh nam và học sinh nữ, rõ ràng không có học sinh nào. Vậy nên sẽ là tập rồng, hợp của T và G là tổng của học sinh nam và học sinh nữ thì sẽ là tất cả học sinh lớp 10A nên sẽ là tập H, hiệu của tập H và T, tức là học sinh lớp 10A nhưng không phải học sinh nam, vậy thì là tập hợp các học sinh nữ rồi, cho nên ở đây sẽ là
tập G hiệu tập T, tức là các học sinh nữ và không phải học sinh nam. Chắc chắn đáp án của bài này là học sinh nữ rồi nhé các bạn, vậy sẽ là tập G. Tiếp theo, phần bù của T trong H, tức là cách viết khác của câu CE đó các bạn, do T là tập con của H nên có cách viết này. Vậy kết quả cũng vẫn là G. Câu F yêu cầu tìm phần bù của G trong H, tức là tìm hiệu của tập H và tập G, chính là tập hợp học sinh lớp 10A nhưng không phải học sinh nữ, vậy là học sinh nam lớp 10A rồi. Và kết quả là tập T, ví dụ 2 cho tập A và tập B và yêu cầu tìm tập hợp giao và tập hợp hợp. Với bài này trước tiên ta sẽ tìm tập A hiệu B và B hiệu A. A hiệu B, ta lấy tập A set. Số 0 không có ở B nên chọn. Số 1 không có, chọn. Số 2 có ở B nên loại. Số 3 có ở B nên loại. Số 4 có ở B nên loại luôn. Vậy tập này sẽ chỉ có 2 phần tử là 0 và 1. B hiệu A, thì ta lấy tập B set 2, 3 và 4 đều là phần tử của A nên loại. 5 và 6 không có ở A nên chọn. Vậy tập B hiệu A sẽ có phần tử 5 và 6. Rõ ràng hai tập hợp vừa tìm được không có phần tử chung, vậy giao của hai tập vừa tìm được là tập hợp lỗng. Hợp của hai tập hợp này sẽ gồm 0, 1, 5 và 6. Ví dụ này cũng là nội dung cuối Aizen trình bày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi Aizen Group.